cả nhà. Nhung đang nấu tamari, và hôm nay thì Nhung nấu tamari hoàn toàn với cả củ miêu bàng. Bởi vì ngày hôm nay cũng có thời gian một chút thì Nhung tranh thủ thái hết tất cả củ miêu bàng ra và sau đó thì thái hạt liệu nhỏ như thế này, ninh với cả nước tương tamari. Và Nhung đã ninh được đến bây giờ là cũng được khoảng tầm 4 tiếng á. Và để nấu được nước tương tamari ngon thì chắc là cũng phải cần mất khoảng 2 ngày. Và tất nhiên là mình cứ ninh sau đó thì mình lại để ở cái chế độ ủ rồi mình lại ninh tiếp thì nó sẽ không tốn điện. Và bây giờ mình bật số 5 đây. Và bây giờ chuẩn bị cho nó trở về chế độ